Chiều nay, ông Lữ Quang Ngời, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã tiếp và đối thoại với ông Lê Vĩnh Hà, ngụ số 156C, ấp Phước Hành A, xã Phước Hậu, huyện Long Hồ, và bà Nguyễn Thị Tuyến, người được ông Lê Quang Hoàng và ông Lê Quang Trung, ngụ cùng địa chỉ trên ủy quyền. Tham dự buổi tiếp và đối thoại có đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đại diện lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể liên quan. Tại buổi tiếp và đối thoại, ông Lê Vĩnh Hà kiến nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét giải quyết nội dung quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Long Hồ về việc giải quyết khiếu nại lần đầu, không chấp nhận đơn khiếu nại yêu cầu của ông về việc xem xét lại vị trí đất ở bị thu hồi do ảnh hưởng dự án đầu tư xây dựng công trình đường từ quốc lộ 53 đến khu công nghiệp Hòa Phú, hay còn gọi là đường tỉnh 909B. Bà Nguyễn Thị Tuyến, người được ông Lê Quang Hoàng và ông Lê Quang Trung ủy quyền, kiến nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét giải quyết nội dung quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Long Hồ về việc giải quyết khiếu nại lần đầu, không chấp nhận đơn khiếu nại yêu cầu của ông Lê Quang Hoàng và ông Lê Quang Trung về việc xem xét lại vị trí đất bị thu hồi và yêu cầu hỗ trợ tái định cư do ảnh hưởng dự án này. Sau khi đại diện Thanh tra Nhà nước tỉnh Vĩnh Long báo cáo kết quả xác minh và ý kiến của các ban ngành đoàn thể, ông Lữ Quang Ngời, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu ông Lê Vĩnh Hà chấp hành nghiêm quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Long Hồ, đồng thời khẳng định quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Long Hồ về việc giải quyết khiếu nại lần đầu không chấp nhận đơn khiếu nại yêu cầu của ông Lê Quang Hoàng và ông Lê Quang Trung về việc xem xét lại vị trí đất ở bị thu hồi do ảnh hưởng dự án đầu tư xây dựng công trình đường từ quốc lộ 53 đến khu công nghiệp Hòa Phú là đúng quy định của pháp luật, chấp nhận việc ông Lê Quang Hoàng và ông Lê Quang Trung khiếu nại yêu cầu hỗ trợ tái định cư do ảnh hưởng dự án đầu tư xây dựng công trình đường từ quốc lộ 53 đến khu công nghiệp Hòa Phú. Tại buổi tiếp và đối thoại, ông Lữ Quang Ngời, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cũng đã chia sẻ và cảm thông với những khó khăn của các hộ dân khi bị thu hồi đất để thực hiện các dự án công cộng công ích tại địa phương, và cho biết thời gian qua, tỉnh Vĩnh Long luôn quan tâm đầu tư xây dựng, hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông nhằm phục vụ phát triển kinh tế xã hội và cải thiện đời sống nhân dân. Để thực hiện tốt công tác này, chính quyền các cấp rất cần sự ủng hộ, đồng thuận của các hộ dân trong vùng dự án, sớm bàn giao mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ thi công công trình. Ông Lữ Quang Ngời, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu ông Lê Vĩnh Hà, ông Lê Quang Hoàng và ông Lê Quang Trung sớm nhận tiền bồi hoàn và bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư để triển khai thi công công trình đường từ quốc lộ 53 đến khu công nghiệp Hòa Phú, đường tỉnh 909B theo đúng quy định của pháp luật.